Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là một chiếc máy Black Shark, Xiaomi Black Shark đang được chờ sửa tại di động cao cấp.vn. Trên Xiaomi Black Shark thì cái lỗi đột tử nó là một trong những cái lỗi liên quan đến những cái máy gaming rất hay phổ biến trên Black Shark. Hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn phương án thay thế sửa chữa fix lỗi đột tử trên Xiaomi Black Shark. Khi bạn gặp lỗi treo logo này, khởi động lúc lên lúc không, chập chờn, treo ở bootloader, treo ở logo khởi động, cần một địa chỉ sửa, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ 0911582123, di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Những khách hàng ở xa cần mua linh kiện phụ quá trình sửa chữa và lắc sắc, quý vị các bạn cũng đừng ngần ngại liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.